1969年サイゴン、アオザイヤの娘ニュイはサイゴン一のファッションリーダー。 Trước tiên thì phải giỏi cái áo dài chứ. Cái đó là điều ba muốn chứ mẹ con muốn. Má nói là để con biết điểm yếu của mình ở đâu mà khắc phục. アオザイが大嫌い。代々伝わる青材を見つけ着てみたら、現代にタイムスリップ。ファッション業界で働くことに。Ai mang chiếc áo cùng gió hớt hớt tung bay, phấp phơ trên đường phố đón đưa vào câu chuyện. Khách thoáng cô nàng trên phố cất bước đi sao yêu kiều, hấp tấp bánh xe đạp thương nhớ bóng dáng em giờ nắng chiều. Vietnam を代表する新世代の女性たちが作り上げたポップでキュートな極上のエンターテインメント。すべての女の子たちに捧ぐ可愛いが詰まったビタミンムービー。サイゴンクチュール。